Kính thưa cộng đoàn cách riêng các bạn trẻ, Thánh Augustino nói rằng chúng ta là những con người phàm trần, mong manh, ốm yếu, mang những bình đất sét khó chịu với nhau. Đúng là như thế, mối tương quan giữa con người có xu hướng rất dễ gãy đổ, rất mong manh bởi vì người ta có xu hướng rất nhạy bén với những sai sót và khiếm khuyết của người khác. Trong khi đó, họ lại rất khó để chấp nhận những giới hạn ấy của tha nhân. Và đó là lý do tại sao con người không tìm được sự bình an và hạnh phúc khi sống với người khác, ngay cả khi đó là vợ, chồng hoặc những người thân yêu trong gia đình của họ. Ông bà ta cũng thật có lý khi đúc kết từ kinh nghiệm sống rằng có chung thì có đụng. Và với thân phận như những chiếc bình sành dễ vỡ, thật dễ hiểu khi chúng ta chứng kiến rất nhiều những sự đổ vỡ trong gia đình và trong các mối tương quan khác ngoài xã hội. Chúa Giêsu đến, Ngài không đem lại những lời dạy trên mây trên gió, lời của Ngài đụng tới cái thực tế sâu xa nhất của con người. Bài tin mừng hôm nay cho ta thấy rõ điều đó. Hiểu được nguyên nhân chính yếu dẫn đến xung đột giữa người với người, Ngài dạy các môn đệ rằng, Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em mà cái xẻ trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Thay vì muốn người khác thay đổi theo tiêu chuẩn, theo cái nhìn của mình, thì Chúa muốn chúng ta nhìn vào và thay đổi chính mình trước đã. Rồi sau đó, mình mới có thể nhìn anh chị em của mình với một cái nhìn tinh sáng và giàu tình yêu hơn để lấy cái rác ra khỏi mắt anh chị em của mình. Một người còn u mê về chính mình thì không thể nhìn người khác bằng con mắt sáng được. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xa xuống hố? Muốn dẫn dắt người khác thì trước tiên mắt chúng ta phải sáng trước đã. Đó là chiếc chìa khóa để chúng ta xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và kiến tạo hòa bình nơi mà mình sinh sống đặc biệt trong xã hội mà chúng ta đang sống, nguyên tắc mà Chúa Giêsu chỉ dẫn lại càng cần chúng ta áp dụng hơn. Ngày nay, con người bị ảnh hưởng bởi một nền văn hóa mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là văn hóa vứt bỏ. Người ta sẵn sàng vứt bỏ những thứ họ không thích hoặc không còn hữu dụng. Tư duy này ảnh hưởng đến cách mà nhiều người đối xử với những người khác họ sẵn sàng vứt bỏ loại trừ những người mà họ thấy có rác trong mắt của người đó điều này cũng thể hiện rất rõ trong đời sống gia đình nếu như trước đây ông bà cha mẹ của chúng ta dù có những xung đột cãi vã nhưng rất hiếm khi ông bà cha mẹ của chúng ta đẹp đổ đời sống gia đình đời sống hôn nhân bởi vì các ngài không có khái niệm vứt bỏ mà chỉ có khái niệm hàn gắn và sửa chữa còn ngày hôm nay, chỉ cần nhìn thấy một vài lỗi phạm, một vài khuyết điểm của vợ hoặc chồng là người ta rất mau chóng đạp đổ đời sống hôn nhân, đời sống gia đình. Nếu như họ biết nhìn thấy cái xà trong mắt của mình, thì họ sẽ biết thông cảm hơn với cái rác đang nằm trong mắt của người khác. Do đó, chúng ta được mời gọi cho dù xung quanh chúng ta có thật nhiều những điều tiêu cực đến từ những người xung quanh thì vẫn tiếp tục sống với trái tim đầy lửa tình yêu. Khiếm khuyết của người khác không phải là lý do là rào cản để chúng ta thôi không còn nhiệt tâm, không còn cố gắng để sống tốt nữa. Ngược lại, như lời của Thánh Gioan Thánh Giá khuyên, nơi nào thiếu vắng tình yêu, hãy đặt tình yêu vào đó và bạn sẽ gặt hái được tình yêu. Trong cái nhìn đó, chúng ta mới thấy rằng những anh hùng thực sự của thế giới này là những người biết hoán cải mình trước tiên, chứ không phải những người râm ran về những chuyện thế sự trong khi chính mình và gia đình của mình đang sống trong bất hòa và nghèo đói tình yêu. Ước mong rằng lời Chúa hôm nay sẽ đi sâu vào tâm trí của chúng ta để trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biết phải đối diện với những giới hạn của người khác bằng một thái độ hoán cải chính mình nung đốt tình yêu và rồi chúng ta sẽ lấy ra những cái rác trong mắt của người anh chị em của chúng ta amen